Dạ, em chào chú Cầm. Hello, ba ông ở đây không có gì nghe nghe rõ không vậy? Dạ rõ, chú cứ nói đi, Ok, con nghe rõ không mà. không 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 có đem đi nghe. Mấy bữa nay bận Dạ. quá, mấy bữa nay bận quá là lý do thì giữ cháu nội, giữ cháu Dạ. ngoại. Đúng rồi hả? Chúc mừng chú. Cho nên việc cho đó thành ra cũng không có lên trên mạng thường xuyên được. Mới đưa Dạ. nó đi mới đưa nó đi học nè, thì ra sẵn nghe Dạ. quen luôn chút luôn. Dạ. Ok. À Đi thì mà. cái chuyện mà cái clip mà mày đưa đó Dạ. nó rất là nhiều ở ở ở, ở Mỹ này. Trời ơi, cái đó Dạ. thiếu trai gì, chỉ chẳng qua là mình cảnh giác thôi, chứ Dạ. thực chất là cái vụ đó là ở Mỹ ở đây đập kiến xe Dạ. lấy đồ, rồi nhiều khi nó lấy xe luôn, nó cướp xe nó chạy luôn, chuyện bình thường thôi mà. Bởi Dạ. vậy tôi nói thiệt mày, hồi sáng thì bận bịu lo cho thằng nhỏ, thì cũng cũng vô vô cũng nghe nghe cái diễn đàn của thằng Lãng Tử Yến Thanh gì đó, Dạ. thì cũng có một số thành phần đại khái là coi như là cũng có ông Tùng Lê đó nữa, nhưng mà ta ta không có muốn tranh ta không có muốn tranh luận với bám ba cái đám đầu đất đó, cho nên ra ta cũng mệt mỏi lắm. Có nghĩa Dạ đúng rồi là chứ. cũng nói về vấn đề của bảo hiểm, thì mình mới nói một cái điều này cho tụi bay hiểu điều này, là ở nước Mỹ này cái bảo hiểm á nó có Dạ. hai, thường thường bảo hiểm là mua dự trữ, có cái là mày cũng không biết mày bệnh lúc nào, cho nên người ta mua, người ta sợ người ta mua. Nhưng mà cái nguyên Dạ. nhân chính á là không phải Dạ. như vậy, mà cái nguyên Dạ. nhân chính á là thúc đẩy kinh tế. À tụi bay thường thường mà Dạ. nói như vậy, nhiều khi mà tao hỏi tại sao, không phải, tại vì trên nguyên tắc á, một gia đình một cái hội gia đình, như là ta hai vợ chồng mấy đứa con, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mà mua bảo Dạ. hiểm nước ngoài á là rất là mắc khủng khiếp, mà mới chỉ mua Một trong một một nhà. một 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 năm bao nhiêu chú? Một năm tiền bảo hiểm nước ngoài bao nhiêu tiền chú? Ồ má mắc lắm mày ơi, có nghĩa là thí dụ như bây giờ, nếu một người á mà mua bảo hiểm á Dạ. thì Dạ. khoảng một tuần đó là khoảng 200 trăm mấy 200 đô một người á nha. Một tuần 200 đô. Một tháng mẹ hết Một 800 tháng. đô mẹ rồi, nhất là những người làm neo thì hay họ hay mua, là bởi vì họ không không có làm company, cho nên vì đó họ Dạ. mua mua mắc lắm. Dạ. Nhưng mà nếu mà Dạ. ngược lại, thí dụ như mà nếu mà có người làm trong nhân công nhân, có nói đại là Dạ. công nhân trong hãng, thì được Dạ trong ưu hãng tiên trong nhất là sở. những người đó là được mua Dạ. bảo hiểm cho gia đình với mức giá rẻ, Dạ. hiểu không? Giao Bây giờ giao muốn cho đãi đúng không? chứ có nghĩa là giá rẻ, vì chỗ đó cũng là bảo hiểm như vậy, nhưng mà giá là thật rẻ. Như vậy Dạ. là gì, là khuyến khích họ đi vào đi làm, Dạ đúng rồi, đúng rồi. mà đi làm chính là vì cái chỗ là kinh tế nó tăng trưởng. Có nó Dạ. có hai mục đích, cái bảo hiểm y tế thực chất á, bởi vì mày tao từ hồi mấy chục năm nay tao chưa bao giờ bệnh đủ nó kỳ á, Dạ. chỉ hàng Dạ. năm đi khám tổng quát, nhưng mà bắt buộc phải đưa tiền cho nó ăn. Dạ. Có nghĩa là vậy. Mua là để chi, mua để cho trường hợp cấp cứu, hay là bị Dạ. accident, hoặc là bị đột quỵ, nói chung là những cái chuyện gì mình không có thể mà nghĩ ra, nhưng cái thực Nói chất chung là sâu xa tai nó nạn chắc nặng là đúng không chú? hả, Mua chỉ là để phòng mấy cái tai nạn nặng thôi đúng không? đúng rồi, Hoặc chứ bệnh không nặng chắc là tai là nạn mua mua nặng. của mẹ, chứ tao có bệnh hoạn đâu Dạ. mua. Nhưng mà cái chủ đích của cái bảo hiểm y tế chính là thúc đẩy kinh tế, nó rất là hay cái chuyện đó. Anh muốn gia Dạ. đình anh 5 người, mà anh muốn có bảo hiểm là phải trong 5 người trong gia đình anh phải có một người làm bảo hiểm, còn Dạ. phải phải có cái người mà làm hãng đó vậy đó. Dạ. Thì chính vì đó vô tình là mình đã thúc đẩy kinh tế, tại vì anh đi làm mà, đi anh đi làm là hãng xưởng mà đó. Dạ. Rồi đâu phải một người trong gia đình, thí dụ 5 người thì ba người làm hãng là ok rồi đó. Thì chính vì cái sâu xa chỗ đó, đó. Rồi Dạ anh bữa Phạm Nhân nay Sĩ thì nha. nghe nói ở Việt Nam mày bị dịch thì tao lo quá thiệt đấy, nhưng mà nghe nói ông Đính Đạm ông trực 24/24, thấy mình cũng yên tâm, tại vì tao rất là thương ông này, bởi ông này trẻ hơn trong cái đám lãnh đạo, nhưng mà ông này rất là năng nổ và nhiệt huyết, tao nghĩ là không có gì xảy ra đâu, yên tâm. Có nghĩa là hiện giờ Dạ. ở Việt Nam mình hiện giờ tao mới gọi giờ sáng mấy người thân thì họ đang nháo nhào, ông nào cũng thấy sợ Dạ. teo. Nó khác hẳn với người bên Mỹ. Bên Mỹ là không có biết sợ, tại vì nó không có Dạ. tin, mà tin giả nhiều quá, mà thành ra người này nói người kia nói họ không hiểu. Nhưng người Việt Nam họ sợ là bởi vì khi mà Chào thông mọi tin người mới chính vào phủ đưa nha. ra, Dạ. khi thông tin chính phủ đưa ra là chắc chắn là chính xác rồi, cho nên ra họ bắt buộc là họ phải sợ, đúng rồi đó, vậy đó thôi.
Bữa nay đi đi lần cách đây cũng cả mấy tháng rồi cũng không ra đường, đi bữa nay ra đường cũng cũng thấy cũng ok, đủ, mệt quá. Có nhà anh Nguyễn Hữu Nhạc hỏi thăm chú à, hỏi thăm chú là bên đó lạnh hả? Trời lạnh À, luôn, khỏe không? tháng 11 rồi À. đã lạnh rồi, bữa nay tháng mấy rồi mày hỏi gì vậy, lạnh là teo. Dạ. Để tao cho tụi bay coi, nhưng mà có điều đang lái xe cho nên bị đó, mà lái xe bự thì bực mình lắm, tao ghét lái xe bự mà phải lái xe bự Dạ. đi có 4-60 này mệt thiệt. Ngọc Lan đúng rồi, Ngọc Lan. Vấn đề là người dân người ta không muốn mua thôi. Đúng Chứ rồi, thế nào có còn thấy đừng, đồng ý đừng đó mà không, không có tiền thôi, chứ làm gì đồng không ý có không? tiền. Rồi Dạ. Còn cái chuyện dịch ở Việt Nam á, như chú Cầm nhìn nhận á, thì cũng rất chính, cũng tương đối chính xác á chú. Thì con bổ sung thêm thôi. Tức là không riêng gì Bắc Nam đâu. Tức là Bắc Nam thì cái bác là Bắc Nam, vì cái chuyên môn của bác bên đó thì bác năng nổ xưa giờ đã không nói rồi. Nhưng mà theo con nhìn nhận, tức là ở đây người ta đã có sự phân công ở trong cả một cái hệ thống chính trị rồi. Và bác Cầm nhớ câu chuyện khi vừa nghe tin á, vừa nghe tin là Bắc Phúc đã ngưng ngay cuộc họp ở trong Đại hội 13, và cùng với Bắc Nam đi ra tổ chức một cái cuộc họp để chuyên về vấn đề xử lý dịch này. Đó, để chỉ đạo cho nó đúng, để hai ông đông năng nổ rất là nhiệt huyết dạ à, mà giải đó quyết hai bên được không? dạ Đúng rồi đó, ok thì chỉ có mấy lời thôi, tao đang lái xe ra không có tiện để mà nói chơi nói chuyện sau dạ à, dạ mày cho bác xuống đi dạ 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 cảm ơn chú Cầm nha. rồi. À, cảm ơn chú Cầm. Thì đó, cũng như mọi người, chú Cầm mọi người cũng thấy đó, Ngọc Lan nói đúng nè. Thì nãy mình nói sơ bài toán thôi đúng không, mọi người công nhận không? 800.000 mà chúng ta chia cho 365 ngày thì tính ra một ngày chỉ cần để dành là bao nhiêu tiền thôi là mua được cái thẻ và cái bảo hiểm y tế rồi. Và vấn đề ở đây á, người dân á không chịu mua, vì tâm lý họ nghĩ họ đâu có bệnh hoạn gì đâu, và họ cũng lười, nói thẳng là họ cũng lười, nghĩ là cứ để tiền nó xài không chịu mua thôi, chứ đừng có viện cớ vào nhà dân nghèo quá. Bởi vì mọi người thấy rõ như Bác Cầm chia sẻ đó, cái nền y tế ở tư bản một tuần là 200 đô, mọi người tính đi, một tuần của người ta thôi đó mà đã nhiêu đó rồi, trong khi một năm của Việt Nam là chỉ có 800.000. 800.000 quy ra là bao nhiêu? Được 40 đô, chưa tới 40 đô. Thì mà tụi nó mà cứ ra rả, tụi nó xuyên tạc, nó so sánh cái hệ thống y tế của Việt Nam với thế giới. Mà điển hình đó, cái ngân quỹ, cái ngân sách của tiền của bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế, mà nó là chung ngân sách nhà nước đi. Mọi người thấy rõ câu chuyện mà lúc mà đợt dịch mới bùng lên từ đầu năm đó, mọi chi phí đều là phi hết, chữa trị mọi chi phí đều là phi từ A tới Z hết. Thì xin hỏi mọi người á, cái tiền đó ở đâu ra, đúng không ạ? Mà sao tụi nó không chịu nói vấn đề đó, tụi nó không bao giờ tụi nó dám nhìn nhận á, mà cứ đi xuyên tạc thôi. Chắc cũng mọi người kiểu bảo bản, thì nói chung là thì tại vì mà thông tin người ta nhận thì đơn thuần, tại vì chuyên cái về cái nhánh đó là của Bắc Nam, thì Bắc Nam phụ trách là chính. Đâm ra cái hình ảnh của Bắc Nam thì lúc nào cũng đi đầu, thì mọi người bên đó người ta cứ hình dung là như thế không à. Cho nên mình nãy em cũng sẽ đứng chính lại á, là vấn đề ở đây là cả hệ thống từ trên xuống dưới, chứ không riêng gì gì ai cả. Nhưng mà Bắc Nam thì rất năng nổ, là một người rất có tâm huyết với đất nước và nhân dân. Điều đó là nhân dân họ họ rất ghi nhận về điều đó. Cái chuyện đơn giản thì giống như là những trường hợp mình nói là ví dụ hình ảnh là nó cứ đưa lên truyền thông suốt, thì người ta chỉ nhìn vào hình ảnh đó người ta nói thôi. Tụi nó cũng quay đầu lại một ít rồi, cũng đỡ cũng vui. Thì thật sự ai có tầm nhìn á, Minh Thanh họ quay đầu thì cái đó điều đó cũng đáng mừng, đáng ghi nhận. Chỉ mong họ đừng có lầm đường lạc lối, cứ bị cái đám ở chống cộng nó xuyên tạc này nọ. Ở Mỹ sướng lắm hả thắng vạn. Chào Tấn Phát Trần nha. Nãy nghe mọi người, xin hỏi mọi người cái luận điệu của tôi nói thế này, chính chú Cầm á cũng lên những diễn đàn của nó để chú Cầm đưa lên tiếng nói, thì cái thằng Tùng Lê á, nó lại lên nó bảo là
À, chú cầm sướng quá, như thế tại sao không đi về Việt Nam đi mà ở Mỹ rồi không lên được rồi nha Trần Thắng nha, bị hư rồi gì đó. Thì mọi người thấy cái điều phi lý không, trong khi chính tụi nó luôn lên mở tiếng kêu gào là đấu tranh trong cho người dân và kêu là người dân chúng ta cần phải thế này, cần thế nó phải thế nọ, mà bản thân những cái câu chuyện đó mà mình thấy nó theo một cách đó, nếu mà hiện thực nhất thì chính chúng nó là phải về Việt Nam đúng không ạ? Chính chúng nó là người nên về Việt Nam để lên tiếng đấu tranh mới là đúng, thì tụi nó không về. À, mà những người bà con kiều bào ở hải ngoại, ở nước ngoài họ có cái nhìn chân thực về xã hội tư bản và nước Mỹ, họ lên tiếng. À, thì bọn chúng lại là bảo là sao bọn họ không về Việt Nam ở đi. Mọi người thấy nghịch lý không?